Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Zutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft Vùng Đất Thánh. Và mình đã trở về nhà để chuẩn bị cho cái công việc sửa soạn đồ đánh rồng thôi. Mình sẽ mang theo một xíu những cái lọ thủy tinh á, cỡ 24 lọ. Trong kho đồ mình còn thêm 4 lọ nữa là 28 hả ta? Thôi thêm 2 lọ nữa đi, chẳng 30 lọ ha. Rồi, mình sẽ mang theo thật là nhiều block nữa. Tại vì sau khi đánh rồng á, thì nó sẽ mở ra thêm một cái cánh cổng để giúp mình đi tới những cái đảo kế tiếp bên thế giới kết thúc. Nên mình cần rất là nhiều những cái block để mình có thể di chuyển nó thoải mái hơn á. Đem theo như đây, hy vọng là đủ. A few moments later. Và cái gì đến thì nó cũng sẽ đến thôi. Trước khi qua thế giới kết thúc, mình sẽ nóc vô một cái để đảm bảo cái tầm nhìn khi mà mình qua bên đó ha. Và bây giờ cùng mình bước vào cánh cổng này để đi tới thế giới của rồng Ender thôi. Để xem coi nó xuất hiện ở đâu đây. Ui, cái gì vậy? Ui không, sao xuất hiện gì kỳ vậy? Ôi, cho mình nằm trôi lôi vậy hả? Ôi, sao nguy hiểm quá vậy? Mình chỉ cần bất cẩn một xíu thôi là mình có thể lọt xuống hư không á. Bình tĩnh nha. Chuyện đâu còn có đó nghe. Rồi giờ đi lên trước nè. Có vẻ là con rồng này nó không có thấy mình. Cũng đỡ. Nó mà thấy mình là mệt nữa. Oh. Mình sẽ đặt block để đi lên tiếp. Rồi mình bắt đầu nghe tiếng con rồng rồi. Nó gầm lên một phát hồi nãy mới nghe. Ồ, mấy cái trụ chứa pha lê en bây giờ nó xây đẹp quá ha. Áo, cái gì đó? Enderman còn quýnh mình nữa. Gì vậy Enderman? Coi bây giờ mình bắn coi. Ô, nó bọc lên hết trơn. À này, cái này chưa bọc lên nè. Mình sẽ bắn những cái chưa bọc trước ha. Cao lên xíu. Rồi xong một cái. Ồ, cao vậy. Ôi, hơi thở. Ao. Lấy hơi thở của rồng. Rồi xong phiên. Cho nó bắn hơi thở đi. Mình thu gom hết ha. Phá được 2 cái rồi nè. Một xíu nữa. Úi dồi. Yes. Thêm một cái nữa rồi. Mình sẽ lấy trước 14 lọ đi. 16 lọ. Mình sẽ chờ 15 lọ này. Một số trường hợp cấp bách thì mình sẽ lấy sau. Giờ thì tập trung phá những cái pha lê trước. Nó cao quá. Thành thử ra bắn cũng khá là khó ha. Bây giờ mình sẽ đi lên trên luôn. Mình đứng ở phía trên thì bắn nó sẽ dễ trúng hơn á. Đứng dưới này bắn khó trúng quá. Rồi con rồng nó bay chỗ khác rồi. Hên. Chỉ cần nó đừng lại cà khịa mình là được. Rồi xong phim. Nó bay đây trước đi. Rồi sau đó mình sẽ bắn qua bên kia ha. Như vậy thì dễ hơn liền. Ui, bình tĩnh. Ui, nó tự bắn trúng nó luôn kìa. Con rồng này. Bắn qua bên đó nè. Ui, chưa trúng. Có vẻ là bây giờ bắn khó. Khá là xa luôn. Ôi no. Ui, nó hất mình xuống rồi. Khốn kiếp thiệt. Lần nào đánh nhau với rồng cũng mệt hết á. Bắn hụt quá. Ơ kìa. Trời ơi, nó tức. Chúng đi. À đây rồi, chúng đi. Tức cái lồng ngực á. Nó bắn mình tiếp. Xây chi mà cao chứ không biết nữa. Thì cái tình á. Mỗi lần bắn là trần ai à. Thôi trèo lên bắn cho dễ trúng ha. Bắn qua bên đây nè. Ui sao quá hộp này. Bỏ đi. Cái gì khó quá cho qua. Lên trên đây. Ồ, cái này phá chưa vậy? À cái này phá rồi. Đừng có hung luôn cái nữa nha rồng. Nãy suýt nữa thì đi đai rồi. Yeah. Giờ còn cái nào nữa không? À bây giờ còn cái bên đây nữa. Này thì rồng nè. Giờ lại còn ba cái cuối cùng ở bên phía bên còn lại thôi. 3 hay 2 ta? Hình như 2 thôi. Còn 2 cái nữa rồi. Cố lên, đi qua bên đó thôi. Mình sẽ đập cái này trước, tại vì cái này nó được bảo vệ nè. Cái bên kia cũng vậy luôn. Không biết là cái này mình bắn lọt khe vô được không ta? Mình sẽ thử sử dụng tuyệt chiêu bắn lọt khe nha. À, cần được. Được, cái này mình có thể sử dụng kỹ thuật bắn cung lọt khe nha. Này, cái này cũng vậy nè. Tập xuống xíu. Yes, thành công rồi. Thủ tiêu con rồng này thôi. Con rồng không kịp. Con rồng. Ô, nó hất mình lên, Oh my god. Hất lên hả? Con rồng láo tét. Ây da, chân ngắn quá. Ui, nó càng hơi thở. Không được đứng trước mặt nó. Láo tét nè. Mình phanh thay nó luôn. Nữa. Ui, suýt nữa thì té gãy chân rồi. Enderman. Enderman nó tức giận lên rồi. Enderman à. Ui, nguy hiểm quá đi. Enderman dí rồng Ender kìa. Liệu thiệt chứ. Bắn rồng nè. Cùng mình rất là mạnh luôn, nên thoải mái ha. Tha hồ mà bắn rồng. Mình sẽ đứng ở đây sẵn. Rồng mà đáp xuống là mình xử rồng lên. Lại đây, nó ngon lên đây. Bay qua bên đây nè. Bay nè. Để coi nó bay đi đâu. Rồi, nó chuẩn bị đáp rồi đó. Tranh thủ bắn nó. Cùng mình bắn rất là thốn luôn, cả thấy không? Ui da. Nó cứ hất mình hoài à. Còn bị Enderman dí nữa. Làm lẽ. Tiêu diệt con rồng. Cố lên. Không biết kịp hay không đây. 30 máu. 20 máu cuối cùng. Ui không. Ui, 20 máu cuối cùng mà nó lại bay mất. Không cho nó bay đâu. Chết đi. Phát bắn cuối cùng. Rồng Ender đã bị tiêu diệt rồi. Này thì rồng Ender nè. Nó đang tan xác ra cơ. Ui, lại đây hứng kinh nghiệm. Hít. Ủa sao ít kinh nghiệm vậy? Ồ, có chút xíu kinh nghiệm mà. Với được 3 cái vảy rồng. Để coi vảy rồng mình có thể nâng cấp thành vũ khí rồng. Wow, cúp rồng luôn nè. Áo giáp rồng nữa. Xịn vậy. Đe rồng luôn. Cái đe rồng này dùng để làm gì ta? Không biết đe rồng có công dụng gì khác không á. Rồi, trước mắt thì mình sẽ lấy cái trứng này trước. Mình che cái này lại, tránh trường hợp cái trứng rồng nó lọt xuống dưới này á. Là nghĩ lấy luôn á. Ủa mà hình như mình không có đem đuốc rồi. Không có đuốc rồi sao lấy cái trứng rồng đây? Cũng khó nha. Chắc tạm thời mình sẽ để trứng rồng ở đây đi ha. Và cái con người Ender này. Người Ender. Mình sẽ kiểm tra xung quanh đây. Nó có những cái loại khoáng sản này là Quặng Ender để làm những cái Eternal ha. Ồ, có thể làm ra cái Ender Dust, nung ra thành quặng. Và từ quặng mình có thể làm được giáp không? Hình như cái quặng này mình cần phải kết hợp với Netherite nữa thì mới làm được giáp hay sao á. Ủa sao có cái quặng mà không làm được giáp? À, làm được cánh cứng nè. À, ra là vậy. Ok, giờ mình sẽ nóc thêm một xíu nữa để mình khám phá ở đây cho nó dễ ha. Và bây giờ thì nó xuất hiện thêm những cái con gì mình Ender, Warthog. Ui, nốt mình cơ. Ui, ghê vậy. Này thì Ender Warthog nè. Nó có rơi ra thịt. Rồi còn gì nữa? Những cái vỏ của nó. À, 2 vỏ là làm được một cái vụn nè. Ui, ảo vậy. Cái này mình mang về mình farm Netherite được á. Được chứ ta. Đây là những cái quặng thau gì Thalassium. À, Thalassium thì mình có thể làm được mấy cái block các thứ ha, khiên nữa. Tốt, cũng tốt. Quá trời thứ mới đây luôn. Để coi coi còn cái con mà ấy không ta. Vậy là bên đây nó còn một số con quái vật mới mới nữa. Và cái cánh cổng đi tới những cái đảo khác nó nằm ở bên đây nè. Mình sẽ đi qua đó ha. Mục tiêu của mình hôm nay là sẽ gắng tìm cái thành phố kết thúc để kiếm một cái cánh cứng. Như vậy thì mình có thể bay lượn thoải mái hơn. Chứ bây giờ thì mình chưa có bay lượn được á, nên cũng khá là khó luôn. Để coi coi hôm nay có đủ nhân phẩm để tìm ra cái thành phố kết thúc hay không nha. Rồi trước mắt là áp sát cái chỗ này trước. Rồi đi vô. Phóng ngọc Ender qua. Và trước khi đi qua đó để mình vứt đồ linh tinh trước đã. Cái nào không cần thiết mình giữ lại. Ủa gì? Cái nào cần thiết giữ lại, không cần thiết thì vứt đi. Rồi. Ồ. Ê, coi kìa, hai cánh cổng kế bên luôn. U là trời. Chuyện lạ nha. Rồi coi coi bên đây. Trước mắt mình là những cái cây điệp khúc nè. Và gần mình thì không có cái thành phố kết thúc nào hết. Ê, nhưng mà đánh đổi lại thì nó sẽ có một cái giống như là một cái con thuyền bị nứt ở dưới thành phố kết thúc vậy. Có rương không? Có rương luôn. Ồ, có bản đồ. Vậy cũng đỡ, vậy cũng đỡ. Và cái bản đồ này hình như dẫn mình tới cái thành phố kết thúc hay sao á. Ui, được vậy. Bây giờ thì mình cần phải đi. Coi coi về hướng nào đây ta. Trên đường đi tìm cái thành phố kết thúc thì mình sẽ khám phá ở dưới này coi coi nó có những vùng đất gì lạ lạ không. Wow, cái cây gì cao thế không biết. Và ở dưới thành phố kết thúc này khá là yên bình ha. Ừ, vừa nói yên bình mình lỡ nhìn vô mặt anh Enderman ơi. Oh no, xin lỗi mà. Hung dữ vậy. Ta lỡ nhìn cái làm gì căng. Lỡ nhìn cái làm gì căng. Quýnh luôn. Mình lỡ nhìn con cái thôi à. Mà hai anh dí là mình quýnh, mình muốn xỉu. Nếu như mình định hướng không sai thì mình cần phải đi về hướng bên này nè. Mà bên này phải bắt block đi nữa. Mệt ghê á. Ô là la. Ở trước hình như là cái tàu kết thúc hay gì vậy. Lấy thêm đá cái. Có cái cúp ven mining cũng tiện. Lấy đá lần cả đống ha. À hồ mà dùng luôn. Rồi. Giờ thì trèo lên đó thôi. Để coi coi cái đó là con tàu gì nha. Ê. Có những cái con gì nè. Ui làm sợ vậy. Thiệt tình người ta đang đặt là block. Nó như con rận Ender vậy đó. Ui qua đây cái bắt đầu gặp cả đống những cái sinh vật lạ luôn á. Hơn là chưa gặp boss á. Gặp boss là mệt nữa. Boss bên thành phố kết thúc hơi bị mạnh luôn. Rồi kìa gần tới. Cậu lên. Vì mục tiêu là kiếm cánh cứng nha. Chút xíu nữa. Ủa mà cái con thuyền này sao giống con thuyền trong thành phố kết thúc vậy? Nhưng mà sao nó lại xa như vậy ta? Cái thành phố tít đằng kia mà sao con thuyền này tít đằng này? Vô lý vậy. Với cả là sao con thuyền của thành phố kết thúc mà lại không có cái đầu rồng? Phải có cái đầu rồng chứ. Không có đầu rồng là con thuyền dởm rồi. Ê có nè. À vậy là đây là con thuyền của thành phố kết thúc. Wow, nhìn không ra luôn. Làm được tiến trình luôn rồi kìa. Đã nha, rồi đứng ở dưới này lấy nhẹ cái đầu rồng coi. Thôi đi lên cho chắc. Lấy đây rồi nó rớt rồi lúc đó. Không có lụm lại được. Đấy, lụm cái đầu rồng liền. Tới công chuyện. Mình nghe tiếng phantom. Phantom. Biết ngay mà. Ghê thì chứ. Lụm cái đe luôn. Wow. Ui nó có cái pha lê ẹn nè. Đụng vô là nổ banh sát á. Ô sugar. Rất là nhiều sugar ở đây luôn. Mình sẽ tiêu diệt bớt. Không thôi nguy hiểm lắm. Sugar nè. Tiêu diệt nó luôn. trong đây còn nữa. Ao, rồi dính chưởng rồi, dính chưởng rồi. Quá trời siêu cơ luôn rồi. Phải bắn bớt. Mình không muốn bay lắc ở đây đâu. No. Siêu cơ nè. Nữa, dính chưởng nữa. Cây thế nhờ. À đây, đây, nó có làm spawn đây. Vô đây mình sẽ đập trước cho chắc ha. Cay quá. Bực thiệt. Su cơ đó. Ao, ao, ao. Ui. Nó bắn một hồi đúng đau luôn á. Su cơ đó. Tiêu diệt nó bớt. Mở ra, ngon mở ra. Mở ra là giết nó liền. Cho xuống đi. Sao khổ vậy. Chèo xuống. Dùng ngọc Ender chèo xuống. Rồi đập được một cái à. Còn một cái bên kia nữa. Có ngọc Ender cũng tiện á. Ê cái gì đây. Ôi no, không muốn bay nữa mà. Su cơ không kịp. Gì đâu mà lắm su cơ thế không biết nữa. Thiệt luôn á. Nãy giờ vẫn chưa đáp xuống được nữa. Cho đáp xuống đi. Mệt lắm rồi. Xin đây. Mình đóng cái cửa này lại, đóng cái cửa lại. Đó, là nó khỏi tấn công vô đây. Cho mấy con đó ở trên chơi mình đi. Và thứ mình cần đã có rồi. Một cái cánh cứng. Và nó đã tự enchant dòng chậm hỏng cũng như là sửa chữa cho mình rồi. Nên khá là tiện á. Đã luôn, đã luôn. Rồi giờ thì tới việc loot đồ thôi. Sẽ cho mình những cái mushroom. Cái này không có công thức liên quan. Sắt. Nước mắt gáp cũng được nè. Kim cương. Ồ. Mấy cái này đồ ăn hay sao ấy. Ăn thử á. Ờ nó là đồ ăn các bạn à. Ok. Quần kim cương. Xẻng. Cúp các thứ ha. Mấy cái này thì mình mang về để mình tách dòng enchant ra. Mình lấy kinh nghiệm cũng được. Cũng ok lắm. Đây. Bỏ hết vô trong á. Vô đây là để loot đồ mà. Có gì thì loot đó thôi ha. Làm hết. Hiệu suất luôn nè. Nói chung thì cái này nó cũng không được giàu cho lắm. Nên cứ gom gom trước đi. Có còn đỡ hơn không. Dục vô hết. Mấy thứ không cần thiết mình mới vứt thôi ha. Còn có cái rương nữa nè. Cái rương Ender cũng khá là tốt á. Giữ luôn. Rồi bây giờ làm sao mà chuồn nè. Cái việc bây giờ là làm sao là để chồn khỏi chỗ này nè. Bên ngoài đông lắm á. Đúng đông luôn. Ui dồi ôi. Sợ thế. Đến bắt được em, đến bắt được em. Đến bắt được em. Liêu liêu. Trong đây cũng nguy hiểm lắm. Mình nóc vô cái đó. Ui, đừng. Bây giờ mà không con nào bắt được mình. Nóc vô. Rồi xong phim. Đừng có đụng vô ta mà. Để mình tìm căn phòng chứa rương trong cái thành phố này ha. Thông thường này sẽ có một cái căn phòng chứa đồ á. Hình như căn phòng phía trên đó thì phải. Đi, lên trên của mình. Tò mò thử coi. Coi thành phố này có chứa đồ xịn hay không á. Nếu mà cái con tàu mà đồ như vậy thì chắc ở trên đó cũng không có đồ gì xịn lắm đâu. Ui thôi sao mời phóng đi đâu vậy. No. Trời ơi, rớt xuống này rồi. Người thành công thì luôn có lối đi riêng. Ui từ từ. Đập mấy cái này trước đã. Không thôi bay tiếp bây giờ nè. Bay nãy giờ mệt lắm rồi. Không muốn bay nữa đâu. Đi đường kiếm được thì đi đường tắt. Vậy đi he. Ui để mình về qua đây. Ui trong đây còn nhiều su cơ lắm. Để mình giết nó bớt rồi đó. Ui, có cái lồng nè. Đập lên. Đập. Rồi xong phim. Vậy là có thể lướt đỡ ơi. Ui giời ơi. Đây tiếp tục. Và có vẻ trong đây thì nó không có cái đồ gì đặc biệt lắm á. Lâu lâu thì có mấy cái món đồ sửa chữa thôi. Cũng được. Ok. Chỗ này chủ yếu là lướt đồ mang về mà. Ồ, nó còn có cái dòng Luna Dam gì cơ. Dòng đó khá là lạ ha. Một cái totem luôn. Wow, hai cái totem. Áo, cái các thứ nè. Lượm hết. Nói chung trong rương có gì mình lượm sạch luôn. Đầy kho đồ luôn rồi nè. Phải dục vô ba lô bớt thôi. Đó, mấy cái đồ này một xíu thì mình sẽ tách dòng cường hóa khi về nhà ha, để kiếm thêm kinh nghiệm. Rồi xong phết. Như vậy thì công cuộc loot đồ ở trong cái thành phố đã xong rồi. Ở dưới nó còn một căn phòng chứa đồ nữa. Vô loot luôn, bệnh gì cử. Ồ, chỗ này còn lòng spawn. Mình cần phải đập mấy cái lòng spawn lại. Không đập là nó đẻ ra thêm mệt lắm. Ui da. Rồi, lướt tiếp. Lướt sạch sình xanh vô này luôn ha. Đây nữa nè. Cái tầng dưới này có vẻ hơi bèo rồi. Thôi, coi như là an ủi đi. Lướt xong thì chuồn thôi, không ở đây nữa. Và mình sẽ đi khám phá một xíu coi coi mình có gặp được những cái công trình gì đặc biệt khác hay không á. Ồ, ở đây nó có cái con quái vật. Mình có thể farm đi, làm ra những cái vụn Netherite nè. Đấy, cũng tốt, cũng tốt. Con đó tên là Warthog. Ok. A few moments later. Chắc mình đánh giấc trước đi. Cái gì? Hình như đang có cái sự kiện gì đó. Hay là đêm đang máu vậy? Ủa sao mình ngủ được? You may not net now because the current Luna Event. Hôm nay là Luna Event gì á? Gì thế ghê vậy? Ui ghê quá, ghê quá. Mình chắc mình phải tách dòng enchant cho đỡ sợ. Cái này mình có thể tách dòng enchant để lấy kinh nghiệm cũng ok ha. Mình kéo xuống thôi. Đó. Bấm chữ E. Hình như đó là mình có kinh nghiệm liền. Là cái nào có enchant sẵn rồi mình cứ kéo xuống là mình có kinh nghiệm ha. Chậm hỏng nè, mình kéo xuống là mình sẽ được thêm kinh nghiệm. Đấy, tương tự cái nón nè, sửa chữa hình như cho nhiều kinh nghiệm lắm. Kéo xuống. E. Đỏ lên 84 cấp rồi cơ. Cái này cũng có sửa chữa nữa nè. Kéo xuống. Vâng. 88 cấp. Kiếm kinh nghiệm là không khó ha. Đây nữa nè. Sửa chữa. Làm cái nữa đi. Lên 91 cấp luôn rồi. Cái này rảnh rảnh thì mình ngồi mình tách ra sao đi. Nè, đội anh Chan còn cả đống luôn. Cất vô kho bớt ha. Và bây giờ thì mình đã có được một chút cái vảy rồng. Đâu rồi, mình có được 3 cái vảy rồng từ một cái con rồng sau khi farm á. Và với 3 cái vảy rồng này mình có thể làm được một thanh kiếm rồng luôn. Ui, nhìn đẹp quá à. Giáp rồng nữa nè. Wow, giáp rồng nó cho mình tới 10 giáp lận. Oh my god. Bây giờ mình sẽ dùng 2 vảy rồng trước. Một vảy rồng làm kiếm và một vảy rồng mình sẽ làm giáp ha. Quyết định vậy đi. Rồi, và mình cần phải nung những cái mảnh vỡ cổ đại ra trước cái đã. Cho nó nung ra đi. Đợi cho nó nung xong thì mình sẽ tiến hành chế tạo ha. Mình còn 3 vụn nè. Hồi nãy farm những cái con kia nữa. Cái con tên là Warthog. Đó, mình được 4 cái thì mình sẽ làm được 2 cái vụn ha. Tổng cộng là mình có được bao nhiêu vụn đây? 10 vụn. 10 vụn thì chỉ đủ làm được có 2 phôi thôi à. Ít quá à. Làm sao từ từ mình sẽ gán farm thêm sao cũng được. Rồi, giờ thì làm kiếm Netherite trước nè. Kiếm gây kiếm à. Ủa mày không có kiếm à? Ồ mày không có kiếm Netherite luôn. Ủa không có kiếm kim cương luôn. Tự làm. Lấy que ra trong này, có không? Không có que, phải tự làm que nữa. Bây giờ mình thiếu tùm lum thứ hết. Đây, một cái kiếm kim cương trước. Rồi sau đó là một cái áo giáp kim cương nữa. Này. Rồi. Rồi cho vô cái bàn rèn chỗ này. Đó, kiếm Netherite nè. Rồi tới áo Netherite kết hợp với vải rồng là mình sẽ được kiếm rồng. Ta nói nhìn nó đẹp nha. Giáp thì cũng lên giáp rồng luôn. Bùm. Và bây giờ thì cường hóa lên thôi. Mình sẽ cho cái kiếm mình vô mình kéo maximum luôn ha. Sắc bén nè. đánh mặt lùi chúng ta à. Sắc bén rồi à. Trước mắt là sắc bén trước đi. Bây giờ mình chỉ cần sắc bén thôi, còn mấy dòng khác thì không cần cũng được. Rồi giáp, giáp giáp cho vô, bảo vệ cấp độ cao nhất, chậm hỏng luôn, sửa chữa luôn, lời nguyền luôn. Cho chiến á, gai luôn. Mình nhiều kinh nghiệm mà sợ gì. Ép luôn nè. Đó. Để chơi là phải chơi cho tới luôn á, kiếm cũng vậy luôn. Chơi tới luôn. Sắc bén đánh bật lùi. Đánh bật lùi hả? Lụm luôn, đánh bật lùi luôn, gây trái luôn. Nhặt luôn. Rồi gì nữa, chậm hỏng luôn. Sửa chữa luôn. Ôi ôi, thiếu sửa chữa không nổi. Rồi, trước mắt là gì đi. Sao ngủ giấc rồi mà quên, giờ không ngủ được. Vậy nó ép mình rồi, nó ép mình đi khám phá tiếp rồi. Mình nó không muốn đi tiếp rồi, mà nó cứ ép mình thôi. Ép thì đi, có đâu mà căng. Rồi vứt mấy cái vụn lặt vặt vô ha. Bản đồ cũng vứt vô trong. Nóc vô cái, ban đêm phải nóc vô mới được. Đi test kiếm luôn nè. Ow, no. Con này. Ui, nó chơi gậy sấm sét à. Ghê thiệt. Ồ, này nguy hiểm đấy, nguy hiểm đấy. Đánh Ripper văng cái khúc luôn kìa. Ờ, cũng được ấy. Ờ, và quên nữa, nếu mà mình có cánh cứng rồi mình phải làm những cái pháo bông thôi. Có pháo bông thì mình mới bay được. Pháo bông thì cần thuốc súng nè. Đây, mía nữa. Rồi, giờ, ô không, làm giấy chứ. Tầm bậy rồi. Giấy nè. Rồi, pháo bông. Đó, vậy thì mình sẽ tha hồ mà bay luôn ha. Rồi, giờ thì lên đường khám phá thôi. Với kiếm rồng cũng như là giáp rồng thì mình sẽ tăng cái độ tự tin lên đáng kể luôn đó nha. Quá là mạnh đi mà. Chắc ít hôm nữa mình farm. Mình coi coi đủ cái số... Ôi con gì á? Ôi con ọt mini. Ọt nè, ọt. Mình gom coi đủ rồi mình sẽ triệu hồi thêm rồng để mình đánh kiếm thêm 7 rồng ha. Ọt nè. Ui ọt trâu á. Mình quýnh 3 cái mới chết được. Ui, zombie mà nó chọi thịt vô mặt của nhau luôn kìa. Bọn này manh động quá, mâu thuẫn lại lấy thịt zombie tự chọi luôn à. Ác thiệt. Xương. Định làm gì? Con này định làm gì? Nhờn hả? Láo nháo. Rồi, đi tiếp thôi. Trên bây giờ mình mới thấy là trên trời lâu lâu nó có những cái khinh khí cầu nè. Mình sẽ đáp lên thử coi coi nó có gì ở phía trong không á. Bay vô. Nó không có gì hết. Chắc là nó chỉ để trang trí thôi. Bên này thì bên này nó có một cái chỗ tòa tháp. Xương nè. Xương đi ra chỗ khác đi. Cướp dân làng nữa. Mà quên, con đó có cái lá cờ, không chơi. Không có cờ thì chơi, có cờ không chơi. Quýnh đó cái xong mệt nữa. Vô là báo dân làng luôn á. Ui con này có cờ. Né con có cờ ra nhá. Này thì bắn nè, mình có gai đó. Nó bắn mình là nó tự lăn đùng ra chết đấy. Này có sắt à. Mình quên đem theo cái hột quẹt. Chứ không phải sao thì mình sẽ đem theo cái hột quẹt á. Mình phá công trình nào, khám phá công trình nào mình sẽ đốt công trình đó luôn. Thủ tiêu chỗ ở bọn chúng luôn. Trên tiếp. Ui thấy chưa biết ngay mà, kiểu gì cũng bắt cóc mấy anh nhân. Anh người sắt à. Ra chiến đấu đi anh. Quýnh đi. Giải cứu ảnh thôi. Đó. Phục thù đi. Đúng rồi. Sự trở dậy của người sắt. Đáng sợ thiệt. Rồi lên tầng trên. Hình như còn một tầng nữa thôi là xong rồi. Đập cái này ra. Ồ, có cái lồng ngay đây luôn. Mẹn đét. Mấy con này. Bắn đi. Nói chung thì những cái tòa tháp giống như vậy mình khám phá chủ yếu là vô cà khịa bọn chúng thôi. Chứ đồ thì mình thấy nó cũng không được giàu lắm. Đập ra. Có sắt nè. Và cái này đập mình sẽ kích hoạt trái bơm á, nên mình sẽ không có Có mở cái đâu. Đấy mình đạp phát nó. Ủa? Ủa nó không có bơm hả? Ơ kìa. Ủa bình thường đây có bơm hả? Ừ? Ui nay nó không có bơm luôn. Ok vậy cũng được. Ủa đây là nhà có ai vậy ta? Ghé vô hỏi thăm thử coi. Có ai nhà không? Quẩy. Ôi như nhà này không có người rồi. Ồ chắc không có người rồi. Tiếc tê nhờ. Ok vô lụm sắt người ta xong chuồn. ai biểu không ra tiếp mình chi. Mình lụm sắt mình đi luôn. Đi mất tiêu luôn. Và đây là một vùng đồng bằng nữa ta. Mình bay qua đây xa xa một xíu coi. Cái vùng đồng bằng này cũng khá là bự đấy. Mà cứ ra mình khám phá vùng đồng bằng không có gặp công trình gì hết á. Ê mới nói không gặp công trình, gặp cái làng của mấy anh Bích Liên mà đội nón bò nấm rồi. Cái này thì bỏ qua đi. Vô ông chỏng cà khịa mày ảnh hoài. Và ở phía trên mặt đất nữa nó còn một dạng công trình nữa. Nơi đó là chỗ của một cái con boss á. Và mình cần phải tìm nó coi coi. Không biết là có tìm ra hay không nè. Mình sẽ cần sử dụng đến những cái Soul Star này á. Để coi coi mình đi thêm một đoạn nữa coi coi có gặp không hay không nhá. Hôm gà mình đi khám phá các bạn để đi. Trong ba lô của mình lúc nào cũng có những cái Soul Star đó. Để nhỡ mà mình gặp là mình quất con boss liền. Nhưng mà khổ nói là chưa có gặp nó nè. Nên thành thử ra chưa quất được thôi. Chứ mà bữa nay mà mình gặp được đi. Giáp gọng đó. Kiếm gọng đó là quất nó luôn. Không có nhuồn đâu. Ít hôm nữa có thêm vảy rồng. Sau khi farm rồng á thì mình sẽ làm full set đồ bằng vảy rồng luôn ha. Cho nó vừa mạnh mà vừa đẹp nữa. Tới công chuyện nữa rồi. Áo. Đau vậy. Để mình nóc vô cái đó. Con này khốn kiếp thiệt. Nó lợi dụng lúc mà mình đang nóc vô cho nó tấn công mình kìa. Được lắm, con này khá lắm. Mà khoan, quýnh con này mà phải đập những cái chỗ hồi máu của nó trước. Để cho nó. Nó chưa xuất hiện hả? À hình như nó chưa xuất hiện những cái chỗ hồi máu. Rồi nó xuất hiện rồi nè, Hồi máu này cho nghỉ hồi luôn. Hồi máu hả? Hồi máu nè. Cho người nghỉ hồi. Đập. Ui, không được rồi. Lấy cái rìu ra. Ui cái này đập bằng rìu nó cũng chậm bình thường hả? Đập luôn. Ui nó tấn công rồi, Tấn công hả? Ui da. Đau thế. Còn hai cái cuối cùng. Rồi, một cái cuối cùng thôi. Nó sắp tàn đời với mình rồi. Bữa nay gặp ta là người xui rồi. Ui nó tấn công kìa. Ui nó lại hồi phục tiếp hả? Sao nó mọc mấy cái bông hồi phục này nhanh vậy? Thôi vô chơi nó thôi, Ui. Này thì vào cận chiến thì mình sẽ bị gai. Gai từ bông hoa phản đam nữa. Như vậy thì đánh với con này mình không có cận chiến được rồi. Mình chỉ tấn công tầm xa thôi. Solo cùng bolero. Hồi phục á. Người hồi phục hay là ta mạnh hơn? Coi ai mạnh hơn. Này thì bông nè. Nó đang ngụm của tỏi lần hai với mình rồi. Ui nhưng mà giờ mình mới phát hiện ra một cái nội tại ẩn của nó là nó có thể phản đam rất là gắt nha. Mình tưởng mình mặc giáp gai là mình dữ lắm rồi. Ai dè nó phản đam còn dữ hơn cái giáp gai mình nữa. Và lần này mình sẽ kiểm tra coi trong cái hang của nó còn có đồ gì khác hay không á. Lần trước là mình không thấy đồ trong hang đó đó. Có vẻ đây là chỉ là cái hang động chứa bông hoa này thôi chứ không còn gì khác ha. Ok la luôn. Ở cánh rừng cháy thành than này thì mình thấy có một cái căn nhà gì lạ lắm nè. Căn nhà này cũng bị cháy luôn rồi. Có rương luôn. Cũng được. Cái này cái gì đây? Mắt kiến à? Đúng không? Ủa đeo vô chỗ nào vậy? Ủa? Wow. Ok mình đeo mắt kiến đi vô được. Ui là trời. Đeo được luôn. Xịn. Có gì đây? Một cái trái tim. Heart of Cinder. Mình có thể làm được một cái lọ thuốc. khi dùng mình sẽ được cộng bật lùi tấn công, cộng sức tấn công, cộng giáp. Wow, xín giấy. Rồi còn có những cái air filter dùng để làm mặt nạ. Wow, 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 wow. Cái thứ này cũng hay ho phết đó chứ. Còn gì khác không? Hết rồi hả? Nước nè, nước nó còn có cái MK gì nữa cả. Ủa cái chậu trong đây lạ vậy? Có đường hầm bí mật không? Không có đường hầm bí mật. Ok. Ủa nhưng mà khoan, mình thấy ở dưới này nó có... What? Có nào nó giấu đồ dưới này không? Mình nghi là nó giấu đồ lắm. Có giấu đồ không? À không, nó không giấu rồi, mình nghi nhầm rồi. Xin lỗi, xin lỗi. Sau chuyến khám phá này thì mình thấy cái set giáp của mình á, sau khi được nâng cấp lên vảy rồng thì khá là trâu nè. Còn kiếm thì cũng không có gì thay đổi đặc biệt lắm á. Chắc mình sẽ gán mình farm thêm thật là nhiều vảy rồng để mình làm full set đồ rồng. Lúc đó mình chiến đấu coi coi mình có còn ăn hành nữa hay không, hay là mình sẽ bán hành lại cho những cái con quái đây. Và mong rằng mình sẽ sớm tìm được những cái con boss ở những cái vùng đất mới ha. Tại vì bây giờ còn khá là nhiều boss mình chưa có tìm được á. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá đánh rồng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp cũng như thế. Bye bye.